Xin chào và chúc cho các bạn có một cái ngày, cái tháng tư thật là tuyệt vời nha. Hôm nay là ngày 1 tháng 4, đồng thời cũng là ngày bắt đầu của một cái tháng mới, một cái quý mới. Thì hy vọng cái quý mới sẽ đem cho các bạn thật là nhiều niềm vui. Đừng có bị lừa trong ngày cái tháng 4 nha, cay cú lắm á. Cứ mỗi ngày thì tôi chia sẻ cho các bạn một cái câu nói trong cái cuốn này 8789 cái câu nói hay. Đó là phương pháp mà tôi áp dụng từ 2009 đến bây giờ và nó rất là hiệu quả cho tôi, bởi vì mỗi ngày mình sẽ bắt mình phải suy nghĩ cái thứ đầu tiên mà tôi start cái ngày của mình, lại bắt đầu cái ngày mới của mình. Ok, suy nghĩ thì càng ngày nó càng xa xỉ. Và một cái câu nói hay đó là phương pháp để mình xem trên cái hành trình của mình có cái gì liên quan tới câu nói đó hay không. Và nó trở thành cái kim chỉ nam để mình vận hành cái ngày của mình. Ok, cái khoa học về gọi là productivity ấy, thì nó cũng nói là nếu như chúng ta bắt đầu ngày mới của mình đúng cách thì cái xác suất chúng ta có một cái ngày mà đẹp, một cái ngày mà êm đềm, nó cao hơn rất là nhiều so với cái chúng ta bắt đầu ngày mới mà bằng tâm lý khó chịu, giận dỗi, bực bội, cau có dạng như vậy. Alright, so hãy bắt đầu ngày mới của bạn đúng cách. Phương pháp này tôi áp dụng được, hy vọng là các bạn có thể thử xem, các bạn có thể áp dụng trên cái hành trình của các bạn hay không. Ok, và câu nói tôi nhận được ngày hôm nay các bạn là carry your light with you wherever you are, nghĩa là hãy đem theo bạn dù bất kể ở nơi nào cái ánh sáng của bạn. Và cái câu này nó có rất là nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa tôi thấy thích rất là thích là có những người á, trên hành trình của các bạn, khi nào mà bạn gặp họ, khi nào mà họ tới bất kể ở đâu á, là bạn thấy cái chỗ đó nó bừng sáng lên, nó vui vẻ lên, nó hân hoan hẳn hơn khi bởi vì cái sự có mặt của cái người đó. Nhưng cũng có những người mà vừa mới xuất hiện là ai cũng có muốn né người ta ra vì kể chuyện là ta tiêu cực, cái nói chuyện là khó chịu, cái mặt mày thì nhăn nhó á, rồi rất là nhiều thứ khác nhau, trong khi có người còn lại thì cái gì cũng được, là rất là hoan hỷ, rất là xuề xòa, rất là vui vẻ, lúc nào cũng là cái nguồn năng lượng tuyệt vời động viên những người khác. Thì nếu được chọn cho bạn giữa một người là lúc nào cũng tích cực bằng một người là người ta gặp đâu người ta né ở đó, thì bạn sẽ chọn bạn là cái bản ngã nào, bạn sẽ là cái version nào, cái con người nào ở trong cả hai. Tôi hy vọng bạn sẽ là cái người ví dụ đầu tiên đó. Hãy carry the light, hãy là cái nguồn ánh sáng, hãy đem theo cái ánh sáng của bạn đến bất kể nơi nào bạn đến, bởi vì lúc đó bạn sẽ giúp cho người khác có được một cái ngày tuyệt vời, và trên cái hành trình đó bạn sẽ lôi cuốn được những con người tuyệt vời đến với hành trình của bạn. Cái luật của cuộc sống này nó rất là công bằng. Ok, bạn cho gì thì bạn sẽ gặp được đấy. Bạn cho người ta cái hoan hỷ, bạn sẽ nhận được là cái sự yêu thương và hoan hỷ từ những cái người khác. Họ có thể ở đâu đó, họ sẽ quan sát bạn và đến một ngày họ sẽ đến với cuộc đời của bạn. Ok, xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở cái video kế tiếp. Chia sẻ, like, ok, và subscribe với channel này để chúng ta mỗi ngày có thể cùng nhau giao tiếp và chạm vào cái hành trình của nhau. Ok.